Xin chào các bạn, đây là một cái cảnh đồng ghé các bạn này. Đây người ta họ chuẩn bị họ đi biển và sau cùng bay biển đến ghé đó các bạn nhé. Mời thầy cùng. Chơi đây người ta cộng để cho mọi sự hành thông để đi biển các bạn nhé. Biển Vân Thanh mình người ta đi ghé đi xuân cũng được khá là nhiều nhá, mặc dù là bãi tắm nhưng mà mùa này vẫn giữ được làng nghề.